trong chiếc tàu không đáy nha. Cái tàu này nó mở cái đáy ra được nha. Cái đáy này nó làm cái độ dốc rất là cao. Mở cái đáy ra là nó xả đất xuống luôn. Cái bộ máy của nó nè. Máy này để căng cáp để xả đất xuống. Nhìn rất là ghê nha. Có cái sang cạp đất cái dục ở đây xả ra. Bởi vì mình thấy cái tàu tự nhiên nó phịch ra nó là nó xả đất cái dưới lường này nè. Này nó có mấy cọng dây cáp nè. Chỗ đó thì có cái gồng gọc. Xả dây cáp xuống là độ nặng của đất nó sẽ trì xả xuống dưới đáy luôn. Tự động là nó chìm xuống dưới luôn. Là cái xà lan này nó phịch lên. Chiếc này hiện tại nó đang bị ấy nha các bạn. Nó đang bị lủng rồi. Kiếm chỗ kéo lên để giá. Bơm ben không. Việt Nam chế cũng rất là hay nè. Giờ đã hạ xuống nha. Nghề xây công trình rất là vất vả và nguy hiểm nha các bạn, chứ không phải dễ ăn nha. Đu dây điện, đu sắt, ớn hồn. Quá trời ơn đấu khổng lồ. Đây làm đồ khổng lồ không, mấy cái đế nhiều người bắt mấy cái đế. Coi cái cần đấu nó nhổ cái cây sắt nha các bạn, nhổ trụ sắt mà nó không có cái búa rung. Ừ.
cái trụ sắt này chắc nó thả xuống rồi nó dính xuống thôi chứ nó không có sâu. Nếu mà cắm sâu là nó phải có cái búa gùng nó mới lên nha. Còn cái khẩu không mà kéo lên là nó không lên nổi rồi. Khẩu này cũng khá to, khổng lồ luôn. Chiếc đầu kéo nó đang điều chỉnh xà lan cho nó ngay như vậy rồi đó. Lên lắc thẳng dây luôn, ghê trời, nó bưng bưng đứt dây quá. Bùm bùm cắn rồi, không ăn nổi rồi, không lên nổi rồi. Thua thả nó nhỏ không ơi, nó còn cũng chịu á. Chịu rồi sao mở dây, nó nhỏ chứ nó chịu gì, sao nó mở dây mà nó cẩu cái này đưa qua đó được. Lên nó lên đó, đù mà hay ha. Chịu. Này nó cấm cạn thôi, sâu nhổ rồi. Lên nè, quá siêu. Kéo thẳng 5 mét. Thẳng cái dây cáp luôn. Xịn. Công vòng không ơi. Ủa cây nữa, công vòng cây. Quá dữ. Kìa, chiếc nó cũng đang cẩu một cái cây kéo đi. Tàn tên. Xình rớt xuống. Có cái cẩu khổng lồ ha, đang từ từ lù lù đi lên.
sao nó khởi động nha các bạn. Khởi động nó chỉnh cái lái quá trời lớn. Này là của Việt Nam luôn nha các bạn. Công ty Lilama. Lilama này rất là nổi tiếng ở Việt Nam các bạn. Các cái trong công trình lớn thì thường thấy của tập đoàn công ty này, nó công ty này không biết phải tập đoàn hay không nhưng chắc nó là một cái tập đoàn các bạn. Thấy mấy công trình lớn thì thường về hạ tầng là thấy Lilama làm nhiều. Cái này là một cái cần cẩu nhỏ phụ bên này là nó để chịu lực lại cái cần cẩu lớn nè. Nó là cái dây chằn, dây nó có cánh bườm này nè, là nó chịu lại bằng cái khối bê tông khổng lồ ở sau nè, nó gấp gáp từ những cái tấm bê tông này không biết nhiêu tấn nè. Này cũng cỡ mấy chục cả trăm tấn, trăm tấn bê tông ở sau nè, nó chịu lại cho cái cẩu lớn là hoạt động nè.